Cái chỗ này thì là bác là muốn bán độ tầm bao nhiêu mét chỗ này bác? Nếu ấy thì nhà là 12 mét thì cho 12 mét thôi. 4 mét à? Cháu Lực Si kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, ở những video trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là cháu Lực cùng với lại ông đi xem ở cái mảnh đất bên kia của các bác này. Nhưng mà có vẻ như là ở bên kia thì khá là dốc, cho nên là vẫn tiếp tục là công việc để mà tìm đất ấy. Và hôm nay thì lên thuyết phục hai bác thì bác có bảo với lại cháu Lực với lại ông thì là để ở bên này ra là một chút nữa. Thì bây giờ cháu Lực cùng với lại ông thì sẽ lại đo thêm. Rồi bây giờ thì trang cho ông là đo xem là cái chỗ này thì là bác là muốn bán độ tầm bao nhiêu mét chỗ này bác? Nếu ấy thì nhà là 12 mét thì cho 12 mét thôi. Nhà là 12 mét nhưng mà cái chiều ngang là 12 mét đúng không bác? Thế nhưng mà chắc là ở phần đất bên này thì là giá nó sẽ rẻ hơn là ở phần bên kia một chút bác ạ. Đây là đến tận chỗ ông kia rồi bác ơi. Đến chỗ ông là 12 mét này. Không mười chỗ này thì bác cũng sau này là để mà làm nhà đấy hả bác? Cái bàn cho sóc chu là sao mà? Nó này thẳng 100 mét chuông thôi. Thẳng 100 mét chuông thôi luôn đây này 9.000 mét. Thế coi như á, bác hờ lông này lông phải tới đấy. Cái này thì có vẻ như là đất nó cứng hơn của bác ạ, chỗ này ấy. Đây thì tuy nhiên là chỗ này thì vẫn rất là tiện cho ông của bác ạ. Ở phần phía bên này là hiện tại thì là em Mạnh là đang học trong trường. Còn sau này mà Mạnh hết học trường này rồi thì Mạnh sẽ ra điểm trường chính bên kia của bác. Từ đây ra bên kia thì độ tầm là 4 đến 5 cây nữa là Mạnh sẽ đến trường chính. Rồi đúng rồi. Thế nhưng mà cái chỗ này đấy bác ạ, thì nếu mà bác vẫn để giá là như bằng giá bên kia thì là đất chỗ này thì bác là phải cho cháu là rộng hơn một chút, tại vì là hơn là 12 mét rồi. Vâng, cái chiều sâu của nó bác. Đấy, tại vì là cái chỗ này thì là nó cũng không phải là đất ở gọi là gần đường quốc lộ mấy, đây là đất đi xuống dưới trường mầm non. Đấy, còn chắc chắn là ở vườn phía bên kia thì để sau này 1-2 năm nữa thì chắc chắn là bên kia nó sẽ lên giá hơn ở đây này bác ạ. Đấy, thì nếu mà thì là bác có thể là cái phần đất của nó bác có thể cho cháu dài hơn một chút để cho sau này là ông chăn ví dụ như là làm cái chuồng lợn hay là làm một cái vườn nho nhỏ. Đấy, bây giờ thì cũng đang rất là khó của bác ạ. Ở đây thì là bác cũng không có mong muốn là bán mấy đâu của bác. Bác là gọi là giúp đỡ cho ông để cho ông có một cái ngôi nhà để mà ở đây thôi. Nhưng mà ông là cảm thấy là chỗ này là nó đất là nó đất cứng hơn ở bên kia đúng không? Vâng, cứng hơn bên kia. Vâng. Nhưng mà chiều sâu nó cũng hẹp. Chiều sâu từ đây đi xuống dưới thì nó độ tầm là vừa rồi ông lấy cái thước ở đâu? Ông thử đo từ bên này xuống dưới cái chỗ mà cây sau mọc kia là tầm là bao nhiêu mét? Chỗ này là đường ô tô rồi bà. Thì là nếu mà làm nhà thì tầm chỉ đến chỗ này thôi. Thì đúng cái tả ly này thôi bác này, đúng không? Đấy. Bốn mét à? Ở
Đấy, ra thuyết phục và mái thì bác mấy bảo là nhượng ở bên này cho một chút. Thì cháu được cùng ông đo xem là liệu là có đủ là một cái ngôi nhà không. Gọi là 8 mét. Đấy, chỗ này thì là cái chiều ngang thì là 12 mét, còn cái chiều mà cái chiều rộng của nó thì là được 8 mét cô bác. Đấy, tuy nhiên là 8 mét thì chỗ này là quá đủ một cái ngôi nhà rồi. Đấy, nhưng mà ở phần bên dưới thì là liệu bác với lại bác gái thì có cho thêm một ít được không bác? Ở phần bên dưới thì cho ông là sau này là làm chuồng gà hay là làm cái vườn gì đấy. Phải tiến từ mới dám từ hẳn ra luôn cái chỉ chùa mới mãi cho mấy chục năm. Đây dự đất của bác là ở phần dưới này nữa cô bác. Vâng. Rồi xem là cái chiều sâu của nó thì rơi vào tầm bao nhiêu mét. Chỗ đây là 12 mét rồi đúng không? 12 mét rồi đúng không? 12 mét ở đây hả ông? 12 mét rồi đúng không? Là bao nhiêu mét không? Số đây là không đủ à? Thế thì bây giờ là ông ở dưới đấy nhá, để cháu dùng dùng máy để đo cho nào. Đấy, bây giờ cháu dùng cái máy để đo thì nó sẽ chuẩn hơn không ạ? Vâng. Bác ạ, tại vì là cái dưới kia thì nó sẽ không có chuẩn nữa. Đấy, nhưng mà nếu mà làm sao mà bác thì để từ đây đến chỗ ông ấy thì là rất là hợp lý rồi bác. Đấy, thì bác cố gắng là tạo điều kiện là giúp ông sò để cho ông có một cái mảnh đất ở trên này. Dưới không làm nhà, làm vườn. Đúng rồi, ở dưới kia thì chắc chắn là không có làm được nhà đâu, là chỉ có làm được vườn thôi. Vâng. Ông ở đấy đợi ông nhá. Trước là cái khu bên này là đất của nhà bác hết à? Vâng. Đất của nhà bác ở đây là rất là nhiều bác nhỉ? Từ cái chỗ mà nãy bác cắm cuột ở đâu bác nhỉ? À đây đúng không? Thẳng cái cây xăm mọt kìa. Thẳng cái cây như không? Đấy, bây giờ thì ở trong máy cháu đang là 4m2 nhá. 42 nhá, tính từ 4m2 đi nhá. Cháu tính là cho là 4m nhá. Đấy, lùi lại một chút. Cây khô kìa. Cây khô đúng không? Ừ. 4m2, vừa rồi là 4m2. Ui giời. Đến cái cây khô này là 15 mét, 15 mét trừ đi lại 4m2. Thank you.
vừa rồi thì là cùng bác với lại bà với lại thêm là bác trai nữa đo thì là cái chiều ngang của nó là 12m cô bác. 12m thì là cháu Lực xin được nói qua một chút cô bác nhé. Ông đứng ở cái góc cột cột kia đi ông. Đấy, cái chỗ hiện tại là cháu Lực đang đứng đây cô bác này. Còn bây giờ thì là ông đang di chuyển ra bên kia là cái chỗ đến cái cột cột nước ấy cô bác. Đó, từ mà chỗ của ông đây là 12m cô bác nhá. Đấy, còn cái chiều sâu của nó thì sẽ đứt được là 15m. Đấy, tuy nhiên thì chắc chắn là làm nhà thì mình sẽ không lấy là 15m đâu cô bác. Cái chiều sâu của nó thì bây giờ cháu Lực sẽ cho các bác là cùng biết về cái chiều sâu là nó đến đâu cô bác nhá, 15m ấy. Đấy, 15m thì nó sẽ đến chỗ mà cái bờ bên kia của các bác này, bờ mà không trồng sắn kia các bác. Là nếu mà cái chỗ mà không trồng sắn kia đúng không? Vâng. Đây vâng. Đấy là nếu mà làm nhà ấy thì là cái chiều sâu của nó thì mình có chỉ có lấy được tầm là đổ tầm đâu đó là tầm 6 đến 7 mét thôi các bác. Thì là từ trên này đến cái chỗ mà cái cột và vừa rồi cháu Lực đứng ấy thì nó là rơi vào là 8 mét rồi. Đấy, vẫn còn rất là thoải mái. Đấy, vừa rồi thì các bác cũng đã nói rồi cô bác. Ở chỗ này thì là bác là bán là 60 triệu. Bác là bán 60 triệu đấy. Theo ông thì là nếu mà 60 triệu ở chỗ này thì là có liệu có được không ông? Chính ông thì chính thì vẫn được rồi. Vâng. Nên là rất chắc hơn. Vâng. Ở đây thì là okay, ít. Vâng, ở đây thì là thưa cô bác ạ, là bác chủ đất ấy thì là cũng muốn giúp đỡ ông là lên trên này được thôi. Cũng biết là ông là ở dưới kia là vật liệu là không vào được tới nhà, cũng mong muốn là giúp ông là lên trên này để ở thì sau này đường của Mạnh thì sẽ đi học gần hơn một chút cô bác. Đây, cái miếng đất thứ hai thì cháu Lực cho các bác là xem một chút. Hiện tại thì là cái miếng đất chiều ngang của nó là 12 mét, còn là cái chiều sâu của nó thì là 15m cô bác nhé. Đấy, và ở đây thì là cái điểm trường của Mạnh là hiện tại là đang học rồi. Còn là cái đường mà đường công lộ ấy thì là ngay trên này cô bác. Thì chỗ này thì là đất ở đây thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Thế không biết là bây giờ là Mạnh nghỉ chưa ông nhỉ? Dạ. Không biết là Mạnh nghỉ chưa ông? Vâng. Thấy Mạnh thì là học ở ngay trường bên này nè cô bác này. Hãy đợi thêm là 4 giờ 10 phút hả ông? Vâng. Thế thường thường là Mạnh là mấy giờ là nghỉ ông? 4 giờ hơn à? Vâng, thế là tiện thể là đi đón Mạnh luôn cô bác. Cháu Lực thì xem lớp của Mạnh đang học không. Thế hôm qua là ông là đóng tiền của Mạnh hết rồi đúng không? Sáng nay đóng hết rồi. Sáng nay đóng hết rồi à? Thế tí cháu mà hỏi cô giáo mà không đóng thì vâng, thử đi xem nào. Vậy đây thì là cũng là điểm trường của Mạnh đang học đấy cô bác này. Sang năm sau thì là Mạnh là lên lớp lên lớp 1 rồi. Mạnh là nghỉ chưa cô? Mạnh chưa. Mạnh chưa à? Mạnh thì mấy giờ mới nghỉ cô? À, đây là lớp của Mạnh đúng không? Cái sáng nay thì là ông đóng tiền hết học hết cho các cô rồi chứ? Có. Có rồi à? Vâng. À đây là Quyết à? Quyết được nghỉ chưa? À? Mạnh đang Mạnh còn đang học nốt của bác ạ thì mới được. Bây giờ thì cùng ông là đây đợi Mạnh nghỉ đã rồi thì cùng ông là sẽ di chuyển là đi về luôn. Ấy cứ tưởng là ông nói đùa hóa ra là ông cũng nói thật nhờ. Sợ sao? Thế là bây giờ là Mạnh là học hết đóng hết rồi đúng không? Còn tháng nào nữa không? Vâng. Nếu mà còn tháng nào thì là để cháu đóng hết đóng nốt cho. Đóng hết là một rồi. Đóng hết kỳ một rồi đúng không? Kỳ hai mấy cái lớp một là cũng đi rồi. Sâu. À thế là đóng xong là mầm non rồi, lớp trẻ lớp 5 tuổi đúng không? Vâng. Đấy, còn là sang lớp 1 thì là hiện tại là chưa có đóng. Sang lớp 1 thì là sẽ đóng sâu cô bác ạ. Tháng 7 kỳ mới. Vâng. Đấy, vừa rồi thì là cùng ông là xem đất ở trên này và tiện thể là đón Mạnh luôn. Nghỉ chưa? Hả? Chào các cô đi xong rồi đi về nào. Chào cô. Đấy đi chào cô đi. Đấy, con chào cô.
Đây rồi, đây đi về đi. Đấy. Thế là hôm nay là đi học là có ngoan không? À, thế Mạnh là chưa chào con các bà nhá, khoanh tay nào. Con chào các con các bà. Rồi, lần sau nói chào thì đừng để tay lên ngoài mũi nhá. Nha, biết chưa? Đấy, đi về đây ông ơi. Đấy, đây là những cái cuộc sống hàng ngày của hai ông cháu như thế nào thì cháu được chia sẻ lên như thế cô bác. Mạnh con kẹo không? Đây, đi lên trên chú mua cho. Rồi đi. Mày có muốn làm nhà ở đây không? Hả? Đây, lên trên này chú hỏi. Các chị là đi đón con rồi nhỉ? Chị nhỉ? Mạnh là có muốn làm nhà ở đây không? Có à? Ở đây thì có gần trường không? Gần à? Rồi, thế thì đi đi. Nhưng mà sang năm thì không gần nữa đâu. Sang năm thì sang năm sau thì nếu mà Mạnh có xe máy, à có xe đạp với cô bác thì là Mạnh có thể là đi được. Chứ còn xe máy thì hiện tại là thanh niên này vẫn còn khá là nhỏ thôi. Thôi đi đi. Hôm nay thì là Mạnh là cháu Lực lên đón ấy, thì là Mạnh là đi đường này. Chứ còn mọi khi là Mạnh là đi đường dưới à ông? Vâng. Vâng. Đấy, vào đây ông cháu mình ngồi uống nước một chút. Cái bác mà bán, bác chủ đất của bác thì là cũng làm một cái quán tạp hóa nhỏ nhỏ ở trên này. Mày có ăn kẹo không? Ăn kẹo à? Rồi, thế đi chú mua kẹo cho. Đây, mỗi buổi sáng là ông là cống Mạnh là đi học đấy cô bác ạ, đi rất là xa. Đây, bây giờ thì đến nhà của ông bà chủ đất rồi. Ôi, nhưng mà ông bà chủ đất thì không ở không? À, nhà trên là có kẹo à? Đấy, nhà ông bà chủ đất thì là ở đây nữa cô bác này. Một cái ngôi nhà thì cũng khá là nhỏ. À, đi xem con dê à? Đấy, thế lên trên này là ông cháu mình uống tí nước đã, chứ giờ rồi khát nước quá. Có bán kẹo không bà? Kẹo có mấy cái sữa ta nắm cho được. À, nào Mạnh là thích lấy kẹo gì, xúc xích không này? Ồ, sữa đây là lắm mà mẹ à. Đâu sữa đâu, đi mua sữa đi. Sữa đâu? Này chú cho một dây sữa này. Đấy. Mạnh uống sữa này không? Cháu xin. Đâu cũng thử cắt rồi nè. Rồi. Đấy. Có mua thêm hết kẹo rồi à bà? Kẹo bằng cái nào ra thì yên xin sinh mát khởi tâm nha tí tầng thế nào. Thế là ông là uống sữa không? Cháu uống khát nước quá đây. Bà thì chắc là cũng không có nước ngọt gì đâu nhở bà nhở. À, bên đây là nước ngọt à bà? À đây, bên đây là có cả kem này. Có cả bia. Cho ông chai này nhá. Ông uống nước đi. Ông uống nước xong là hai cháu mình về. Ô, bà là bị cảm đấy à? Ừ, bà là bà chủ đất đấy mà nhờ. À, thế là bà chủ đất là bị cảm đấy cô bác ạ. Đấy. Bà cho xá ạ. Cho xá đấy cho giống bị cảm ạ. Khỏi chiếu à. Nào chú bóc theo. Bóc uống xong lọ sữa ông đi về. Mặc áo vào. Áo vào không được vứt. Đấy. Mặc áo vào. Áo đâu mặc vào. Ôi Quyết đi đâu rồi nhở? Quyết đâu rồi? Bạn Quyết đâu rồi? Quyết đi trước rồi à? Thế mà rủ đi học về là không rủ Quyết đấy hả? Mặc áo đi. Hay ông nước đi, uống nước xong là hai ông cháu mình đi về thôi. Này mày có sữa đây không? Xin. Rồi. Đấy, cùng ông uống nước một chút rồi thì sẽ cùng đi về các bác. Hôm nay thì cũng xem được miếng đất. Ông thì là nói rất là ưng ý rồi. Đấy, tuy nhiên thì cái giá của nó vẫn còn là rất là cao đấy các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi,
rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Thưa cô bác, vừa rồi thì cháu Lực cùng với lại em Mạnh với lại ông thì đã từ trên cái chỗ mà xem đất về rồi cô bác ạ. Không biết là cháu Lực ghi hình lên thì các bác có ưng cái mảnh đất đấy không? Cái mảnh đất đấy thì là ông nói rằng là rất là tiện là đối với ông rồi. Đây, cho ông đeo cái này nhá. Cái mảnh đất của ông thì Chị ăn đi. Được cái cô bác là mua ấy thì đấy, đường điện thì cũng khá là gần. Đi nhanh lên mày. Đi ăn tí đi. Nó cầm sữa mà. Cái công đường đi xuống nhà Mạnh thì tới bây giờ như là khá là nhiều lần rồi. Đi nhìn đường đi đi ăn đi, xem cái gì đấy. Ở trên kênh nói rằng là muốn đi kiếm số đất nào đó để mà cho hai ông cháu lên trên gần mặt đường để ở thì nó sẽ tiện hơn. Chị Giang mà xem cái gì à? Số căn nhà của ông ấy thì hầu như là ai cũng làm nhà sàn là nhiều ông nhỉ? Vâng, nhà sàn thôi đấy. Ừ, là không có vận chuyển là được vật liệu và đi vào. Vâng. Chị Giang mà mình. Mày là đi là phải nhìn đường nhá. Đường nhá. Được có gì nhìn cái xuống dưới. Nhìn đường mày nhá. Nó cầm hơn mà. Cầm giếng hơn mà. Có to hoặc xưa mà. Cầm một mẹo quá. Giống trời đá trời mày. Cầm đi, xong là đi nhanh hơn. Đi. Đấy, chạy lon ton này các bác này. Sáng thì là ông là đưa, ông là không phải là đưa Mạnh đi học nhỉ? Ừ. Còn là đến chiều tối thì là mới phải là buổi sáng thì là ông phải đưa Mạnh đi học không nhỉ? Vâng. Ừ. Còn là đến buổi chiều thì là Mạnh là khác về các bác ạ. À. Ừ. Tuy nhiên thì có lần thì là Mạnh là về tới nhà, còn có những lần là Mạnh lại cùng quyết để đi sang bên làm bên kia là chơi. Đúng rồi. Hôm trước thì là Mạnh là còn bảo đi ra kia để tán gái nữa. Không phải bảo sao mới được. Đi đi em đi. Ôi. Thì sắm này là không đúng không? Thì cũng phải đâu, sắm trên. À trên à? Ừ. Một chỗ chưa hết, còn một. Đi cẩn thận Mạnh nhá. Cả những cái cung đường mà khi mà bé Mạnh đi học cô bác. Bây giờ thì có thể là Mạnh chưa đeo cạp đi học, nhưng sang Mạnh sang lớp 1 thì là trên đôi vai của em thì sẽ kèm theo là một cái cả sách nữa, và trong đó thì cũng có những cái quyển vở. Đấy, rơi rồi.
Ôi dồi mẹ nhỉ. Đứt rồi. Nhìn cái đường đi đây. Mạnh là vừa bị chật hơn. Cái chú gì đi. Cái ông nó đi được một chi. Ai? Cái ông lấy gặp đấy, ông cửa kết đi. Con đường mà nếu mà không mưa thì là còn đi dễ dàng, còn nếu mà mưa thì thật sự ra đi rất là khó. Chị cái gì đấy hả Mạnh? Đi rửa chân mà. À đi rửa chân à? Chị rửa thật nhá. Dép nó trượt quá. Anh, chờ thật nhá Mạnh nhá. Mà hụ con trâu à, như pha im rồi. Dơm này là ông đi đâu để lấy về không? Đi mua á? Chỗ này thì người ta bán bao tiền? 50.000 á? Ừ. Ôi đắt thế. Bó 5.000 đấy. À bó một bó 5.000 á? Bó bé này à? À thế một bé bó bé này là 5.000 không? Vâng. Con trâu ăn đi ba bó. Ồ. Cẩn thận Mạnh nhá. Chẳng lắm đi, con nó cũng mới. Đi được không Mạnh? Đi rơi rồi. Đấy, trèo đèo lộn suối để mà đi được đến lớp đến trường. Đấy, ông bảo là bế xuống thì không cho bế đấy. Thích tự xuống cơ các bác ạ. Thế là không cho ông bế à? Đấy, bây giờ đến nhà rồi nhà, Mạnh nhà. Nào ra đây chú hỏi. Hôm nay đi học thì có vui không? Vui à? Ồ, thế là vừa rồi là bị té à? Xem nào, đít nào. Đây, vừa rồi thì bị đi trơn quá được cô bác này, bị té luôn. Đau không? Không. Không đau đâu à? Rồi. Đấy, đi thì là ông là dùng chìa khóa khóa cửa đàng hoàng thì là mới đi cô bác ạ. Ở trong nhà của ông thì cũng chẳng có đồ dùng gì, vật dụng gì giá trị cả. Cái này là cái gì đây chú xem nào? Đây là cái gì đây? Hả? Ra đây. Ra đây. Cái này là cái gì? Thẻ. Thẻ á? Uống sữa no chưa? No rồi à? Thế là còn ăn gì không? Đi học về đã đói chưa? Chưa à, vừa rồi đi học về thì chắc là đói rồi cô bác, cho uống một lọ sữa rồi. Đấy đây. Cháu bé của Mạnh này Mạnh ơi. Mạnh, cháu bé đi. Nó sợ rồi đấy nhờ. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là cùng ông là đi lên trên đường quốc lộ trên kia này cô bác này, kiếm được một cái mảnh đất thì không biết là các bác thì có ưng ý không, nhưng mà nếu mà theo ông ấy thì là ông ở trên thì có tiện không ông? Vâng, trên thì tiện. Trên kia là tiện rồi đúng không? Trường học vừa đi học
Vâng. Sau này thì là nếu mà Mạnh làm nhà đấy xong thì là Mạnh cũng có thể là dùng xe đạp để mà đi học được nhà. Vâng. Thế Mạnh thì nếu mà mua đất ở gần đường, ở gần trường cái thì Mạnh có muốn ở trên kia không? Ừ. Muốn à? Muốn làm nhà ở trên đấy không? Hả? Có. Có à? Muốn làm nhà ở trên đấy không? Có. Có à, đấy. Có vẻ như là gần trường thì bé Mạnh rất là ưng cô bác ạ. Đấy, vừa rồi thì là bé Mạnh rất là thích. Vừa rồi thì cháu Lực cùng với lại ông, với lại ông chủ đất nữa đo thì là cái chiều ngang của nó là 12m đâu ạ. Đấy, còn là cái chiều sâu của nó là 15m. Đấy, 15m thì mình chỉ có làm được độ tầm là nhà thì chiều rộng nó làm được tầm mà độ 6m đến 7m thôi. Đấy, thì nó cũng rất là rộng rãi thôi. Và cũng có cả đất để mà trồng rau này, nuôi lợn đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì cái giá của nó rất là cao. Đấy, 60 triệu thì rất là cao các bác ạ. Cái chỗ mảnh đất mà hôm qua ông cháu mình xem ấy thì là cũng 60 triệu. Đấy, nhưng mà nó hẹp hơn. 60 triệu đó thì nó lại đất ở gần mặt đường, cho nên là người ta lấy giá thế. Còn cái chỗ mà ông cháu mình xem thì nó là giá nó vẫn thế nhưng mà đất lại nó rộng hơn. Nó rộng hơn rất là nhiều. Thì không biết là quý ông bà cô chú anh chị ở trên kênh thì có thấy là cái mảnh đất mà vừa rồi cháu Lực cùng với lại ông đi hỏi xem thì có ưng không. Thì ở đây thì là cháu Lực cùng với lại ông là đi hỏi về giá trước, đi hỏi một chút đã, rồi thì không biết là khi mà đi vào mua thì giá của nó có tăng lên không. Chỉ sợ rằng là cháu chia sẻ thêm một thời gian nữa thì là người ta biết rằng là cháu đi giúp đỡ ông ấy thì là người ta lấy giá cao hơn. Thế còn ông, còn như ông thì là đi là giá khác, giá nó khác. Ai gọi Quyết đấy? Ai gọi Mạnh ấy? Kiết. Hả? Ai gọi đấy? Kiết à? Kiết gọi à? Kiết gọi Mạnh đi đâu? Nào, không Mạnh bỏ mua xem nào. Đấy, bỏ mua cho xem nào. Đấy. Cái này gì đâu. Mẹ Quyết là không ở không? Ừ. Ồ. Thế gọi bạn Quyết ra xuống đây chơi. Xong là một tí chia sứa cho Quyết ra một hộp nhá. Đúng mà. Có không? Có à? Nhưng mà dù nào thấy rồi là nó bay à. Đấy, người bạn rất là thân của em Mạnh cô bác ạ. Hôm qua thì cắt đây này. Em đây ạ. Mày cứ nhìn đi, bên răng thuyền ạ. Lúc không làm nào lúc phải đặt. Vừa là bị té ở trên kia không? Nó đi lướt hết rồi. Tại còn cháu Lực sẽ chia sẻ một chút cô bác ạ. Sau này thì nếu mà như là có cơ duyên ấy thì là nếu mà ông ở trên thì là ở dưới này thì ông cũng có thể là làm một cái ngôi nhà nho nhỏ. Đấy, dựng bằng gỗ để mà làm chuồng trâu ở dưới này. Ban ngày thì ông là xuống dưới này để mà chăn trâu này cũng như là xem lợn mọi thứ. Đấy, còn là đến buổi đêm thì là ông về đến nhà. Đấy, nhưng mà sợ rằng là sau này là để bộ trâu bò ở đây thì liệu có bị mất không không? Mất á? Thế nhưng mà nếu mà bị mất như này thì làm sao mình ở được trên đấy? Trên đấy thì mà mình làm nhà muốn chi thì đóng cửa cho ông ở trên hộ xem, lúc nào không được ở đấy. À, là cho mẹ ở Quyết xem à? Không có ông chiên này. À. Mà làm chiên này. Ở đây cứ làm với gà lần ở đây. Vâng, nhưng mà đến buổi tối thì là hai ông cháu lại lên trên đấy ngủ. Xong là đến ngày thì ông lại xuống cái này làm ruộng. Đó, làm như thế. Nhưng mà từ cái quãng đường đi từ đây đi trên thì chắc là rơi vào độ tầm độ là ít nhất là tầm gần một tiếng ông đi. Đấy, gần một tiếng đi đi lại lại như này thì là ông có mệt không? Dù có mệt đấy, phải đi thôi. Đi là phải đi thôi nhờ. Đấy, nhưng mà ở trên kia thì là mình cũng chỉ là có nhà này. Vừa rồi thì cháu cũng xem rằng là khá là rộng rãi rồi. Đấy, mong sao là sau này thì có thể là mua được đất ở trên đấy và làm nhà cho hai ông cháu. Thì khi mà cái lúc mà làm ruộng ấy, thì là ông vẫn xuống đây để mà làm. Đấy, còn về
đến buổi ban đêm thì ông lại lên trên đấy để mà ở với lại Mạnh. Thế ở dưới này thì ông có bao giờ mà bị mất trộm bao giờ chưa? Đây á. Vâng. Nó mất đi hai con gà. Nó mất đi hai con gà á? Vâng. Rồi. Biết là đi đi làng ấy về tối rồi biết đấy lấy đi không biết. À. Nhưng mà trên đấy thì nếu mà cái tả ly ở dưới ấy, tả ly ở dưới nếu mà mình làm mà chuồng ở dưới vẫn được. Vâng. Đấy, nó vẫn là rất là rộng. Mình chỉ làm được hai cái thửa trên kia rồi. Vâng. Còn một cái thửa bên dưới thì là mình làm ruộng rồi. Rồi. Làm vườn. Đấy, à hai thửa bên dưới thì là mình làm chuồng. Trên đấy không có cám gì đâu, là nó là một con thôi. Vâng. Vâng. Đấy thì hôm nay cũng rất là mà vui mừng là cùng ông là đi kiếm được một cái mảnh đất. Đấy, ông thì cũng rất là mong muốn là ở trên đấy rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ nếu mà các bác ở trên kênh có cảm thấy là cái mảnh đất mà cháu Lực đi xem với cái giá là 60 triệu thì nếu mà hợp thì các bác cho cháu Lực xin một ý kiến của bác nhé. Các bác có thể là để ở trên phần bình luận hoặc là gọi điện cho cháu Lực trực tiếp của bác ạ. Đấy, còn mọi cái thì có thể là cháu Lực vẫn còn sai sót rất là nhiều thì mong các bác là chỉ dạy cho cháu Lực nhiều hơn. Đấy, còn hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông qua gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nhé. Vâng, rồi. Xin chào các bác, các chị nhá. Tôi cảm ơn hôm nay cùng giúp được đi xem được mình đứa rồi. Cho các chị, các bác giúp đỡ tôi ở gần trường nữa, cho cháu nhỏ nữa cũng được đi lại nhiều. Ông cũng già rồi, không đi lại rồi. Sáng nào cũng phải đưa cháu đi học. Mà kiếm được ở trên thì đỡ mệt một tí. Tôi xin chào, cảm ơn các chị, các bác nhá. Đấy, bây giờ thì Mạnh là khoanh tay chào tạm biệt các ông các bà nào, đứng lên. Chào tạm biệt các ông các bà. Thank you.